Đây xe chú đây mà. Xe đẹp nhỉ. Xuất sắc. Xuất sắc đẹp nhỉ. Nó bảo mới thì còn vứt được cái hàng vạn. Mới thay dầu 4 lần chú. Quay tổng thành tí. 218 lên form xe của ông chú. Nhá. Đèn đẹp trai. Ok, xe này xe công nhân xe của cán bộ. Cán bộ huyện. Cán bộ của chú làm huyện ủy nhá. Huyện ủy. Nhà ngay cổng cơ quan. Một mình một ngựa. Mới chạy được hai vạn thôi. Ông quay chú, cháu sẽ quay một thất tí. Quá đẹp. Ôi ôi. Đặt hẹn trước Toyota mà chú vẫn có cả cái phiếu gì đây. Cái này chú bảo dưỡng ở trên nào, ở đâu? Bắc Ninh. Chân côn chân gà kìa, nhìn chán luôn. Lật đấy lên, lật cốp lên. Cốp sao ấy. Đây. Vô lăng bóng líu. Thơm phức. Này khác gì xe mới ở gara đâu. Ừ? Đây ok. Đây. Không biết quay cái gì cho tìm ra chỗ xấu. Giấy tờ của cán bộ đây. Chân phanh công ơi, chân phanh còn mới đến mức độ gọi là soi gương được. Nhìn táp ly táp lô chán luôn. Chả có gì để quay cả. Chả có gì xấu để quay cả. Không tìm được điểm xấu. Không chạm gì. Vâng. Đây cả lốp liếc cháu quay. Rồi. Chú đi mới được có hai vạn, dầu ria vẫn còn đấy. Mới thay dầu được có 4 lần. Đây lốp đầy dầu ria vẫn còn đầy đây. Quên không xem nắp cabo, chú giật lại cả cabo cho xem. Công mở cái. Ôi, quay lại thôi. Của tao khác, của mày khác. Đó, mở cái này, bướng tay. Hoa hậu. Kể cả những cái dấu này trước đây còn nhiều. Hoa hậu chưa phá trinh. Chán chẳng có gì để quay cả. Không có cái gì để đáng chê, để xấu để chê đâu. Vâng. Chú không rửa thôi. Rồi. Đúng không? Nó nguyên bản thì rửa giấy nó cũng chả được. Đâu? Rồi, xem. Mà xe của ông cũng là đẹp đúng không? Cảm ơn chú. Ok. Hàng hiếm quá. Hôi chả có gì để quay nữa cả. Đăng kiểm tận tháng 5 nữa cơ.